Đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa trao tặng 1 tấn lương khô cùng các vật tư y tế cho chính quyền tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ để phục vụ công tác khắc phục hậu quả do thảm họa động đất. Lễ trao tặng được tổ chức tại nơi đóng quân của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tại sân vận động Hatay ở tỉnh Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, trưởng đoàn Việt Nam bày tỏ chia sẻ trước những mất mát vô cùng to lớn về người và tài sản của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực hết khả năng để góp phần giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ nói chung và người dân Hatay nói riêng sớm ổn định lại cuộc sống. Thay mặt cơ quan đại diện Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Đỗ Sơn Hải nhấn mạnh đây là hành động thiết thực góp phần tăng cường quan hệ song phương Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ. Đại sứ cho biết cả hai đoàn của Việt Nam sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ đã tích cực giúp người dân hai tỉnh Hatay và Adıyaman khắc phục hậu quả, được người dân Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ quốc tế khác tin tưởng, đánh giá rất cao. Thay mặt chính quyền Hatay, Phó Thống đốc Yusuf Issi cảm ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ của đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời gian qua. Những món quà thiết thực trên sẽ góp phần giúp nhân dân Hatay vượt qua khó khăn mất mát. Đặc biệt, vật tư y tế mà phía Việt Nam trao tặng sẽ nhanh chóng được chuyển tới các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế địa phương để phục vụ công tác thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân.